1001 kiểu tạo dáng độc lạ của tường danh đại sứ hoàn mỹ 2020 bị rắn cắn có là gì? Dù bị loại khá sớm ở đại sứ hoàn mỹ 2020, nhưng tường danh vẫn khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt một thời gian. Tường danh là một trong những thí sinh tạo được nhiều ấn tượng nhất tại đại sứ hoàn mỹ 2020. Học trò Kiều Loan từng gây tranh cãi khi sẵn sàng bày tỏ cá tính, cũng như quan điểm của mình trước mặt các huấn luyện viên khác. Chính vì vậy, dù bị loại khá sớm nhưng tường danh vẫn liên tục được cộng đồng mạng nhắc tới suốt một thời gian dài. Mới đây nhất, tường danh lại gây xôn xao với loạt ảnh tạo dáng trước đây. Có thể thấy người đẹp chuyển giới không ngại khoe những tư thế độc lạ nhưng không kém phần kỳ quặc trên mạng xã hội. Và khi cô nàng này được biết đến nhiều hơn thì loạt ảnh này bất ngờ được đào mộ lại. Tạo dáng hơi khó nhưng tường danh vẫn làm được. Đàn ánh bình minh. Tạo dáng cực độc. Nhà vệ sinh cũng là nơi để người đẹp tạo dáng. Và tất nhiên không thể quên tạo dáng bị rắn cắn vô cùng nổi tiếng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.